Xin kính chào quý vị khán giả. Vẫn là em Tấn Bonsai chia sẻ những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật cây bonsai. Thường trú ở thành phố Thái Bình. Clip video này em xin chia sẻ một tác phẩm xanh Nam Điền. Form dáng phong cách cổ quý vị nhé. Mời quý vị cùng quan sát và cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm xanh chất lá Nam Điền này. Cây rất già quý vị nhé. Quý vị có thể cảm nhận được màu sắc phong trần. Đấy, màu sắc phong trần rất đẹp như quét vôi. Và cây chịu chậu lâu năm. Đây, quý vị có thể cảm nhận là phần chân bệ của tác phẩm xanh Nam Điền này. Đấy, cây vẫn còn lành tít. Và tác phẩm xanh Nam Điền này của anh Xuân Nhiệm. Đấy, có nhà vườn ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Và trong vườn của anh Xuân Nhiệm còn rất nhiều những tác phẩm khác. Thì lần lượt hôm nào rảnh rỗi em sẽ tranh thủ qua và chia sẻ kỹ chi tiết từng tác phẩm để quý vị cùng cảm nhận. Quý vị nào yêu thích tác phẩm, mời quý vị liên hệ với nhà vườn qua số điện thoại mà em đã để trên clip và video này. Bên bệ đồng hồ quý vị nhé, ấm áp mà các diện. Và tác phẩm xanh này về quý vị chỉ việc chơi thôi. Đấy, các bác đẩy kỹ thêm một chút nữa về chi răm và bông tay. Bóng dáng khung hình của cây theo cảm nhận của em là khá ổn quý vị nhé. Để các bác mang về và có thể đưa đi chơi được luôn. Tấn Bonsai đã chia sẻ một tác phẩm xanh tại nhà vườn của anh Xuân Nhiệm, có địa chỉ ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Một tác phẩm xanh Nam Điền rất già quý vị nhé. Màu sắc phong trần, bệ bãi đẹp. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi. Tấn Bonsai xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những clip video tiếp theo về nội dung cây cảnh nghệ thuật cây bonsai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.